Tại cuộc họp báo thường kỳ chính phủ vào tối 5 tháng 11, nhiều phóng viên quan tâm đến việc giới thiệu nhân sự thay thế sau khi Quốc hội tiến hành xem xét miễn nhiệm đối với Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến. Bộ trưởng, chủ nhiệm văn phòng chính phủ Mai Tiến Dũng cho hay, trong chương trình kỳ họp Quốc hội thứ 8 vào cuối tháng 11 sẽ thực hiện quy trình miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế với bà Nguyễn Thị Kim Tiến để đảm nhiệm chức vụ mới là trưởng ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương. theo bộ trưởng Dũng, với trách nhiệm của chính phủ theo hiến pháp, luật tổ chức chính phủ khi chưa có kỳ họp quốc hội thì thẩm quyền của thủ tướng sẽ giao quyền bộ trưởng đối với các bộ chưa có bộ trưởng. Còn tới kỳ họp quốc hội, với trách nhiệm của chính phủ, thủ tướng sẽ trình với quốc hội để bổ nhiệm, phê chuẩn các chức danh bộ trưởng. Đối với nhân sự thay thế Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, người phát ngôn của chính phủ cho hay, vừa qua, Bộ Chính trị đã có quyết định, phân công Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiêm Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế và chịu trách nhiệm toàn diện việc quản lý các hoạt động của Bộ trước Bộ Chính trị, Trung ương, Chính phủ. Bộ trưởng Dũng nói thêm, Ban Cán sự Đảng Chính phủ đã họp về việc bổ nhiệm quyền Bộ trưởng Bộ Y tế trên cơ sở ý kiến của Bộ Nội vụ. chính phủ đang thực hiện lựa chọn trước mắt đợi quốc hội miễn nhiệm chức danh bộ trưởng bộ y tế nguyễn thị kim tiến sau đó mới thực hiện các quy trình tiếp theo bộ trưởng dũng thông tin